Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay iGen sẽ hướng dẫn các bạn cách giãn dòng và đoạn tự động trong Word. Với một văn bản gồm các đoạn như thế này, các bạn có thể điều chỉnh khoảng cách giữa dòng, giữa các đoạn với nhau. Chúng ta sẽ thao tác như sau. Bước 1, chúng ta sẽ bôi đen đoạn văn bản muốn điều chỉnh. Bước 2 là ở trong thẻ Home, chúng ta sẽ click vào dấu mũi tên trong paragraph. Lúc này màn hình sẽ hiện lên bảng paragraph và tại đây các bạn có thể thực hiện các điều chỉnh như là khoảng cách với đoạn trước, đoạn sau, khoảng cách giữa các dòng với nhau. Hoặc bạn cũng có thể mở hộp thoại paragraph bằng cách bôi đen và click chuột phải và chọn paragraph. Khi điều chỉnh, các bạn có thể thấy có một vùng preview hiển thị kết quả cho chúng ta thấy được sự thay đổi khi đang điều chỉnh. Và sau khi điều chỉnh xong thì các bạn sẽ nhấn OK. Các bạn thấy là văn bản của chúng ta đã được điều chỉnh đẹp mắt hơn. Bên cạnh đó, các bạn có thể điều chỉnh và giữ định dạng này với các văn bản sau nữa. Thì chúng ta sẽ thiết lập bằng cách là vào hiện lên bảng paragraph. Các bạn sẽ chọn Set as Default. Sau đó chọn All Documents và nhấn OK. Như vậy thì các văn bản sau cũng sẽ tự động giữ nguyên định dạng này mà không cần phải điều chỉnh lại nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Video được thực hiện bởi iGen Group.